Những con cá sấu thì quả thực rất đáng sợ. Thế nhưng, những ổ bánh mì được tạo hình cá sấu có trọng lượng 1,5 kg, dài 60 cm, do thợ làm bánh Nguyễn Văn Luân, 40 tuổi, ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang sáng tạo đã gây ra cơn sốt trên các trang mạng xã hội những ngày qua. Nhằm biến những chiếc bánh mì với hình dáng đơn điệu truyền thống thành những hình dáng thú vị, ông Nguyễn Văn Luân đã mày mò để tạo hình dáng các con vật. Đặc biệt, những chiếc bánh mì cá sấu khổng lồ đang trở thành tâm điểm chú ý, gây bão mạng, được chia sẻ rầm rộ những ngày qua. Những chiếc bánh mì lạ mắt đã khiến nhiều người thích thú và tìm đến tận lò bánh để tận mục sở thị, mua thưởng thức. Đây không phải là lần đầu lò bánh mì này tạo hình con vật. Đã từng có những chiếc bánh mì hình cua hoàng đế, cá la hán, rùa được những thợ làm bánh tạo ra. Đặc biệt tất cả đều siêu to khổng lồ. Lúc trước đó, trước khi tạo hình cái sấu này thì mình cũng tạo rất nhiều hình rồi, như hình cua hoàng đế với hình mực hay là tôm thì kia là cũng nhiều lắm. Nói chung là thật sự sau này thì mình chắc cũng từ từ mình cũng suy nghĩ ra để làm cho người ta thích thú những cái là lạ lắm, cái ổ mì này. Ý tưởng thì nói chung cũng bình thường thôi, cũng nhiều khác lạ chứ. Nói chung thì ổ mì mình thì tình cờ mình cắt cái dãy hình trên ổ mì thôi, ai ngờ đâu mình ra được cái dãy cá sấu. Tình cờ cái nó rồi mình nói thôi giờ mình thêm 4 cái chân đi, thêm cái đầu đi cho nó đẹp, đúng không? Tình cờ mình làm được ra cái mình thấy nó đẹp quá, mình trưng bày thử bán thử ai mua không, ai ngờ đâu người ta mua người ta đang buôn bán quá trời rồi, tới người ta lại người ta hỏi ở đâu người ta đặt quá trời làm đâu kịp luôn. Gia đình ông Luân đã gắn bó với nghề làm bánh hơn 30 năm qua. Hiện ông đang làm thợ chính tại lò bánh của người chị ruột tại thành phố Long Xuyên. Từ ngày những ổ bánh mì hình cá sấu gây bão mạng, tiệm bánh lúc nào cũng bận rộn. Công đoạn làm bánh mì cá sấu cũng phức tạp, nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian, nguyên liệu hơn so với ổ bánh mì thông thường. Do có kích thước khủng nên chỉ nướng mỗi mẻ được 6 ổ bánh mì cá sấu. Vì thế mỗi ngày ông chỉ làm được tối đa từ 50 đến 100 ổ với giá 50.000 đồng một ổ nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chung cũng hơi khó, cũng hơi cực lắm. Nói chung là nhiều qua tới hai giai đoạn rồi mới tạo ra cái sấu. Giai đoạn thứ nhất là mình làm tạo thành cái mình rồi mình gắp chân. Rồi giai đoạn hai là mình để dụ nổi lên khoảng tiếp phía ngoài mình mới lên dậy được, mình mới vô lò. Còn trong khi mình nướng từ giá phải nửa tiếng lên nó mới có thể cứng đâu anh. Em nướng cái bún thì em thấy các bạn có đăng hình con cá sấu 50.000 đồng này lên trên Facebook thì em thấy rất là lạ và độc đáo nên là em mới rủ bạn em đến An Giang để mua được con cá sấu